Hello, xin chào tất cả anh em. Video hôm nay thì em sẽ giới thiệu với anh em hai bộ dàn máy anh em nhé. Bộ dàn máy nó gồm đủ 5 món cho anh em, giá rẻ bất ngờ đúng không ạ? Đấy. Cho anh em xem một lượt đây. Hai bộ dàn máy này thì chúng ta có thể phối ghép cho những cặp loa của nhà chúng ta thì rất là ok. Đầu tiên giới thiệu với anh em. Cái bộ dàn máy đầu tiên thì trị giá là 11.400.000 anh em nhé. 11.400.000 này thì gồm những cái gì? Nó gồm những thiết bị gì ở đây thì nó đủ là 5 thiết bị cho anh em đúng không ạ? Mic này, vang này, lọc xì này, lưng tiếng này và đẩy. Ok chưa ạ? Và đặc biệt đây là tất cả những sản phẩm này là đều sản phẩm mới hết, đều được bảo hành cho anh em lên tới là 12 tháng. Đó. Riêng về con mic này anh em nhé. Đây là cái bộ mic U705S Fruit. Với bộ mic này thì hiện tại thì bên em đang bán với giá là 2.600.000 đồng. Đó. Con này thì có chế độ dò sóng sạch, chế độ tự ngắt cho anh em và đặc biệt nó rất là tiết kiệm pin. U705F Fruit, ok chưa ạ? Rất là chất lượng đúng không ạ? Đều được bảo hành cho em lên tới là 12 tháng. Chúng ta chơi gia đình thì cầm cái bộ mic này cũng rất là ok rồi. Hát nhẹ đúng không ạ? Tiếng mic thì dày. Đó. Cái thiết bị thứ hai đó là một con vang cơ. Đấy, con vang cơ này là của LX Aquatic anh em nhé, mang nhãn hiệu FX20 Fruit. Con này thì chế độ nhạc vào thì là nó có đường input đó, thì nó có rất là nhiều chế độ như anh em có thể ấn input này, nó sẽ có ra AUX1, AUX2, cổng quang, Bluetooth và USB. Ngoài ra thì nó có FBX chống hú cho anh em nữa. Anh em muốn chống hú thì anh em nhấn vào, không bình thường chúng ta sẽ nhả ra anh em nhé. Sử dụng thì con vang này khá là dễ thôi. Khi anh em mua thì bên em đã chỉnh sẵn cho anh em rồi. Về chúng ta chỉ việc mở lên nghe nhạc và karaoke thôi. Đó. Đây thì nó có những cái volume tổng của phần echo. Đấy. Volume tổng của mic và volume tổng của đường nhạc. Đó. USB là anh em có thể cắm vào vị trí này anh em nhé. Ok chưa ạ? Chỉnh bass trung check của phần mic, bass trung check của phần nhạc đây và bass trung check của phần echo. Đấy, khá là đơn giản. Cái này thì anh em có thể chỉnh reverb anh em nhé, chỉnh reverb, delay, repeat, chỉnh độc lập luôn. Giá con vang này hiện tại thì bên em đang bán với giá là 1.800.000 đồng. 1.800.000 đồng. Anh em mà mua lẻ được bao ship và tặng dây rác cho anh em. Cái thiết bị thứ ba đó là một con lọc xì mặt màu trắng anh em nhé. 231S của DBX hàng loại 1. Ok chưa ạ? Hàng loại 1. Với con lọc này thì tất cả nó có 31 cần. Đấy, mỗi kênh của nó lên tới 31 cần equalizer. Tổng cộng nó là hai kênh này nó lên tới là 62 cần equalizer để cho anh em chỉnh. Chúng ta chỉnh trên con lọc này thì nó khá là dễ anh em nhé. Khá là đơn giản thôi. Có lọc vào thì nó rất là hay, nghe nhạc thì rất là tí tách. Muốn tăng giải bass, giải check thì cực kỳ dễ. Giá lọc này thì hiện tại thì bên em đang bán với giá là 1.350.000. 1.350.000 anh em nhé. Và cũng đều được bao ship và tặng dây rắc cho anh em. Cái thiết bị thứ tư đó là con lưng tiếng. Đây con lưng tiếng EX3000 Fruit của DBX. Với con lưng tiếng này thì nó có hai kênh, nó channel 1, channel 2, anh em nhìn thấy không ạ? Chúng ta có thể chỉnh bass, chỉnh check, tune và shock đúng không ạ? Rất là đơn giản thôi. Bypass, nút giữa này là bypass sử dụng hay là không sử dụng này. Anh em nhé. Nhấn vào là chúng ta sử dụng bình thường thì nhấn vào là chúng ta sử dụng qua lưng tiếng. Nhả ra là không sử dụng, ok chưa ạ? Con này thì nó có hay cái là nó có phần cắt súp, nó có cổng súp ở đằng sau. Nó có thêm cổng súp đằng sau cho anh em kết nối ra súp điện anh em nhé. Thì chúng ta có thể cắt tần số ở cái vị trí này. Cắt rất là rộng, từ 40Hz cho đến 220Hz. Khá là rộng, đúng không ạ? Đây là ga, ok chưa ạ? Thì con lưng tiếng này hiện tại thì bên em đang bán với giá là 1.200.000 anh em nhé. 1.200.000 đồng bao ship cho anh em và đều được bảo hành cho anh em 12 tháng. Và đi cùng với một bộ dàn là không thể thiếu được một cục đẩy hai kênh. Không thể thiếu được cục đẩy anh em nha. Đây là một cục đẩy hai kênh LA650 mặt màu đen. Con này thì tiếng của nó thì ra rất là sáng. Vì sao? Vì nó chạy mạch class H
lên tới 20 sò là JV kép anh em nhé. Hàng mới chính hãng của Lợi Yogotic, mặt màu đen, nhìn nó rất là sang trọng. Nói chung là con này nhìn nó rất khỏe khoắn và đẹp. Anh em để trong tủ kệ cho chúng ta thì nó rất là vừa vặn. Đấy, rất là vừa vặn. Size chiều sâu của nó chỉ rơi vào tầm 38cm thôi. Đó, chiều sâu cục đẩy là 650 này nó chỉ tầm 38cm thôi. Giá cục đẩy này hiện tại thì bên em đang bán với giá là 4.500.000 đồng. Đấy, 4.500.000 đồng. Đấy, với cục đẩy này nếu anh em mua lẻ thì là sẽ chưa tính phí ship anh em nhé. Chưa tính phí ship. Thì vừa rồi thì em cũng giới thiệu với em chọn một bộ dàn máy karaoke nghe nhạc đủ 5 món anh em nhé, đủ 5 thiết bị, mic này, vang, lọc xì, lưng tiếng này, đẩy này, thì chọn bộ này là 11 triệu anh em nhé. 11.400.000, ok chưa ạ? Sang một bộ dàn thứ hai, bộ này thì nó lại là mặt thì là toàn màu đen hết anh em nhìn nữa, rất là lổi. Mặt toàn màu đen hết. Với bộ dàn máy này thì nó giá này rẻ hơn bộ kia 1 triệu anh em nhé. Bộ dàn này tổng trọn bộ là chỉ có 10.400.000 đồng thôi. Đó, 10.400.000 đồng. Thì sẽ gồm một bộ mic này U705S. Với bộ mic này thì bên em đang bán với giá là 2.400.000 đồng. U705S của Lợi Acoustic anh em nhé. Con này thì rất là nhiều anh em mua rồi. Chúng ta chơi gia đình thì chơi nó rất là bình dân. Giá rất là bình dân. Tiếng mic hay. Dày. Sóng khỏe anh em nhé. Con này sóng rất là khỏe. Và là đặc biệt là hát rất là nhẹ, tiết kiệm pin cho anh em. Ok. Bộ mic này thì bên em đang bán với giá là 2.400.000 đồng. Và cũng được bảo hành cho em lên tới 12 tháng. Cái thiết bị thứ hai đó là một con lọc xì DBX mặt màu đen. Mặt màu đen. Có rất nhiều anh em thích màu đen, có anh em lại thích màu trắng anh em nhé. Do mỗi sở thích của từng anh em. Với con lọc này thì là nó cũng mang nhãn hiệu 231 của dòng DBX. Các cần chỉnh của nó thì nó không khác gì con mặt màu trắng này. Nó chỉ khác màu đen màu trắng thôi. Nó đều có 31 cần equalizer để cho anh em chỉnh. Ok chưa ạ? Với những bộ dàn vang cơ như vậy, chúng ta sử dụng lọc xì thì chúng ta căn chỉnh nó rất là dễ. Rất là dễ anh em nhé. Giá lọc này hiện tại bên em đang bán với giá là 1.350.000. 1.350.000 anh em nhé. Cũng bao ship và tặng dây rác cho anh em nếu anh em nào mà mua lẻ những thiết bị. Ở đây nó có phần bypass riêng con lọc này. Anh em thấy không ạ? Khi chúng ta nhấn vào thì nó sẽ là không sử dụng anh em nhé. Nhả ra nó sẽ sử dụng qua lọc xì này. Lao cắt, anh em nhìn thấy không? Cái chữ lao cắt này nó khi nhấn vào nó sẽ cắt đi cái dải trầm của chúng ta. Còn đồ bình thường thì chúng ta sẽ nhả ra răng gơ. Phần răng gơ này thì nhấn vào anh em nhé, nhấn vào thì nó sẽ tăng dải trầm này. Nó sẽ tăng cái dải trầm của chúng ta lên, dải bát của chúng ta lên đấy. Nghe nó rất là phê. Còn bình thường thì chúng ta nhả ra nhưng cái nút này thì anh em nên nhấn vào anh em nhé. Răng gơ chúng ta sẽ lên nhấn vào là ok nhất. Cái thiết bị thứ ba đó là một con vang. Con vang này thì rất là hay. Đây là một cái dòng vang cơ, gần như là nó hay như là vang số luôn. Hay như vang số. Cho nên là cái giá của nó không hề rẻ anh em nhé. Riêng con vang này nó không hề rẻ chút nào. Nó có cả khiển cho anh em, có cả khiển cho anh em để anh em sử dụng. Đằng sau nó có tới 3 cổng mic và đằng trước nó tới 3 cổng mic để cho anh em kết nối. Nó hiệu ứng stereo cho anh em này. Hiệu ứng stereo. FPK chống hú nhá, đầy đủ này, reverb, delay, repeat, chỉnh độc lập, ok chưa ạ? Bass chung check của phần mic, chỉnh rất là đơn giản thôi. Này giới hạn nhạc đầu vào, bass chung check của phần nhạc, ba lăng đó là phần cân loa. Về input, input console này thì nó sẽ có cổng VOD. Anh em cắm vào cổng VOD thì mình sẽ phải nhấn vào VOD thì nó sẽ ra nhạc anh em nhé. Cắm vào BMG thì là chúng ta sẽ nhấn vào thì nó sẽ ra nhạc của cổng BMG. Bluetooth thì anh em cứ thế này nhấn Bluetooth thôi và chúng ta kết nối với điện thoại. Kết nối với điện thoại là xong. Hoặc là anh em có thể dùng cực dây quang kết nối từ TV xuống, nhấn vào cái cổng optical này. Ok chưa ạ? Đây là những cái effect tổng, mic tổng và đường music tổng. Ok. Đây công tắc tắt mở bằng trước rất là thuận tiện. Đây là một dòng vang cơ Q948 bit TSP.
rất là đẳng cấp anh em nhé. Giá của con vang này thì bên em đang bán với giá là 2.600.000 đồng. Anh em mua lẻ thì được bao ship và tặng dây rắc cho anh em về kết nối xuống âm ly hoặc xuống đẩy chúng ta. Và cái thiết bị cuối cùng đó là một cục đẩy hai kênh, cục đẩy của lưỡi Gautic mang nhãn hiệu H500. Với cục đẩy này thì nói thật với anh em là giá rất là rẻ, gần như là rẻ nhất của bên em, rất là rẻ. Đấy. Con này thì nó 16 sò anh em nhé, chạy 16 sò LJB kép mạch cờ đắt hát. Con này thì em cũng mở nội thất cho anh em xem khá nhiều rồi. Nếu như anh em mà đang dùng âm ni, anh em mua cục đẩy này về thay thế âm ni cho chúng ta thì trên cả tuyệt vời anh em nhé, trên cả tuyệt vời. Vì con này nó ra nó rất là khỏe, đánh rất là căng, uy lực cho anh em, tiếng sáng. Đó, tiếng sáng anh em nhé. Công suất của cục đẩy này nó cho ra mỗi một kênh này là 500W. Mỗi kênh là 500W anh em nhé. Thì cục đẩy này chúng ta có thể chơi căng cho em được hai cặp loa bass 25 hoặc là một cặp loa bass 30 anh em nhé. Ok chưa ạ? Giá cục đẩy này hiện tại thì đang bán với giá là 4 triệu đồng. 4 triệu anh em mua lẻ thì chưa gồm phí ship. Chiều sâu của cục đẩy này thì nó rơi vào tầm 40cm anh em nhé. 40cm chúng ta để tủ kệ chúng ta cũng rất là vừa vặn, khá là ok. Thì chọn bộ này thì đang là 10.400.000. Thì bên em hiện tại đang có hai cái mẫu dàn máy, nói chung là giá là rất là rẻ cho anh em tham khảo. Đấy, một mẫu là 11.400.000, đủ 5 món anh em nhé. Đấy, đủ 5 món, một mẫu là 10 triệu. Đấy, 10.400.000 thì nó đủ 4 món cho anh em. Mic này, lọc gì này, vang đẩy. Đấy, về chúng ta chỉ việc kết nối ra loa thôi, dây rắc tặng đầy đủ cho anh em, đúng không ạ? Chúng ta chỉ việc kết nối ra loa chúng ta là ok. Đó. Rồi ok, thì hôm nay làm cái video đấy, giới thiệu với anh em hai bộ dàn máy. Anh em nào mà thích chỉnh tay, thích dùng vang cơ, lọc xì, lưng tiếng thì anh em không nên bỏ qua cái video này của anh em nhé. Vì thực sự với anh em bộ dàn máy này quá chất luôn, tất cả là hàng mới hết và đều là hàng chính hãng, bảo hành cho em lên tới là 12 tháng. Mỗi tháng đầu tiên anh em sẽ được đổi mới của nhà sản xuất. Đó. Rồi, xin chào anh em, cảm ơn anh em đã theo dõi video. Hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo ạ.